Sở Tài nguyên và Môi trường cho biết khu xử lý chất thải tập trung Tóc Tiên, thị xã Phú Mỹ hiện có 17 dự án xử lý chất thải đã được cấp chủ trương đầu tư, trong đó có 10 dự án đã đầu tư hoàn thành và đưa vào hoạt động thương mại. Chất thải rắn sinh hoạt của 7 huyện, thị thành phố trong đất liền trên địa bàn tỉnh hiện được xử lý tại khu chung lắp hợp vệ sinh của công ty trách nhiệm hữu hạn Quebec Vina thuộc khu xử lý chất thải tập trung Tóc Tiên với khối lượng trung bình 920 tấn một ngày. Tuy nhiên hiện nay, khu chôn lấp của công ty trách nhiệm hữu hạn Quebec Vina đã quá tải. Cùng với đó, việc sử dụng công nghệ chôn lấp, hạ tầng kỹ thuật thu gom xử lý nước thải tập trung của khu xử lý chất thải tập trung Tóc Tiên chưa được đầu tư hoàn chỉnh, dẫn đến phát sinh nhiều vấn đề ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến đời sống của người dân. Để khắc phục ô nhiễm môi trường tại khu xử lý chất thải tập trung Tóc Tiên, Ủy ban Nhân dân tỉnh có kế hoạch giảm tỷ lệ rác thải được xử lý bằng phương pháp chôn lấp trực tiếp xuống dưới 30% đến 2025. Trước đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng chỉ đạo thu hút các dự án xử lý bằng công nghệ tái chế đốt phát điện. Song song đó, giao các cơ quan liên quan tăng cường kiểm tra giám sát chặt chẽ liên tục hoạt động của công ty trách nhiệm hữu hạn Quebec Vina, yêu cầu công ty này thực hiện đúng đầy đủ các biện pháp bảo vệ môi trường theo báo cáo đánh giá tác động môi trường được Bộ Tài nguyên Môi trường phê duyệt. Đối với các dự án đang triển khai xây dựng, nếu không đưa dự án vào hoạt động như cam kết, Ủy ban Nhân dân tỉnh sẽ xử lý việc chậm triển khai tiến độ đầu tư dự án theo quy định.